Kính thưa tất cả quý vị, xin được chào đón quý vị đến với lại Trí Tạ Channel và cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trong những ngày vừa qua thì đã có một số tin tức liên quan tới cựu Tổng thống Trump cũng như là đương kim Tổng thống Biden. Và những cái tin tức mới nhất liên quan tới chính sách của vị Tổng thống tiền nhiệm đó là Tổng thống Trump về vấn đề di dân mà đã được Tổng thống đương kim là Tổng thống Biden cũng phải giữ lại. Chúng ta đều biết đó là sau khi tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng 2021 đó, thì Tổng thống đời 46 là Tổng thống Biden, ông đã cố gắng để mà lật ngược hết tất cả những chính sách của vị Tổng thống tiền nhiệm đó là Tổng thống Trump, từ các chính sách đối nội cho tới chính sách đối ngoại. Và về cái việc mà về những cái vấn đề về di trú và di dân đó, thì trong lúc còn là ứng cử viên thì Tổng thống Biden đã đưa ra những lời tuyên bố cũng như là cho biết chính sách của ông á, là ông không có đồng ý với những chính sách khá là gắt gao về vấn đề di dân, về vấn đề xây bức tường biên giới của vị tổng thống tiền nhiệm đó là tổng thống Trump. Và khi mà đã trở thành tổng thống đời 46 đó, thì tổng thống Biden đã dùng hết mọi nỗ lực để lật ngược lại vấn đề này. Tuy nhiên vào ngày hôm qua đó thì một chánh án liên bang tại tiểu bang Texas đã đưa ra phán quyết là sẽ ngưng lại nỗ lực cũng như những dự định của Tổng thống Biden về việc là ngưng hết mọi hành động liên quan tới trục xuất di dân bất hợp pháp. Bởi vì cái sự phán quyết của một vị thẩm phán tại tiểu bang Texas, thẩm phán liên bang thưa quý vị, không đồng ý với lại cái quyết định của Tổng thống Biden. Tổng thống Biden cho rằng Hoa Kỳ sẽ phải chấm dứt cái việc mà trục xuất di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, vị thẩm phán liên bang ở tại tiểu bang Texas không đồng ý, bởi vì cái việc này sẽ làm ảnh hưởng tới nền an ninh của Hoa Kỳ. Và thêm vào đó nữa đó, có một cái chuyện mà chúng tôi không biết rằng báo chí truyền thông dòng chính trong thời gian sắp tới có đề cập khá nhiều về Tổng thống Biden hay không, về vấn đề cũng liên quan tới cái vấn đề di dân ở cái khu biên giới đó, là Tổng thống Biden cũng đồng ý để mở ra một cái trại để mà giữ những trẻ em di dân bất hợp pháp. Vào mùa hè năm 2019, khi mà cựu Tổng thống Trump đưa ra quyết định này, thì báo chí truyền hình truyền thông ở tại Hoa Kỳ đã chỉ trích Tổng thống Trump khá là mãnh liệt. Và những tin tức mới nhất thưa quý vị, thì Tổng thống Biden cũng đã đồng ý là mở ra một cái shelter, tức là chúng ta gọi nôm na là một cái địa điểm hay là một cái trại để mà gom các trẻ em, những trẻ mà dưới vị thành niên đã ở trong cái trại này. Thì vào sáng ngày hôm nay thì phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc á cũng đưa ra những lời chống chế cho Tổng thống Biden là vì vấn đề đại dịch COVID-19, thành ra Tổng thống Biden sẽ phải đưa ra quyết định này. Thì cái quyết định của Tổng thống Biden, thưa quý vị, nó không khác gì cái quyết định của cựu Tổng thống Trump vào mùa hè năm 2019. Tuy nhiên á, chúng ta phải ghi nhận rằng những gì mà Tổng thống Trump đưa ra, tất cả chính sách từ đối nội đối ngoại đều bị giới truyền thông, truyền hình thiên về cánh tả, chỉ trích khá là nặng nề. Điều này chúng ta thấy được cái quyết định của Tổng thống Biden không khác gì cái quyết định của cựu Tổng thống Trump vào mùa hè năm 2019. Tại vào cái thời điểm đó, thì một số những tổ chức về nhân quyền, về trẻ em đó,
đã lên tiếng chỉ trích. Thành ra chúng tôi không biết rằng trong những ngày sắp tới, các tổ chức nhân quyền hay các đài truyền hình mà hay binh vực Tổng thống Biden đó, có lên tiếng về việc này không? Tại hai hành động hoàn toàn giống nhau, hai chính sách cũng hoàn toàn giống nhau. Thành ra chúng ta thấy được cái điều chúng tôi chỉ muốn đưa ra để cho tất cả quý vị thấy cái sự công bằng hay là không công bằng về báo chí truyền thông dành cho hai vị tổng thống. Rồi thêm một tin tức nữa liên quan tới chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là ngày hôm nay thì phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng đối với Liên Hợp Quốc là Hoa Kỳ xin vào thành viên trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Chúng ta biết là thời Tổng thống Trump á, ông đã rút Hoa Kỳ ra khỏi một cái hội đồng về nhân quyền tại Liên Hợp Quốc bởi vì cựu Tổng thống Trump vào cái thời đó, đó đã lên tiếng và cho thấy rằng các hội đồng nhân quyền tại Liên Hợp Quốc á, không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cũng thấy một số những quốc gia theo thể chế độc tài và cộng sản đó, họ vẫn vi phạm nhân quyền. Và các tổ chức nhân quyền á, hầu như là nếu mà lên tiếng chỉ lên tiếng có lệ mà thôi, chứ không có đưa ra được một quyết định hay là kêu gọi một cái sự tập hợp của tất cả quốc gia trên thế giới để lên án tất cả những hành động vi phạm nhân quyền của một số quốc gia vẫn còn thể chế cộng sản và độc tài. Thì không biết rằng khi mà Hoa Kỳ trở thành một thành viên của một ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc á, thì Hoa Kỳ sẽ phải làm gì? Sẽ phải giữ vị trí lãnh đạo, sẽ phải kêu gọi cái sự hợp tác của tất cả các quốc gia lên án những cái việc vi phạm nhân quyền của một số quốc gia trên thế giới. Tại đây chúng tôi đã từng đề cập tới những cái xu hướng toàn cầu hóa cũng như những quan hệ đa phương trên chính trường thế giới, mà quan hệ đa phương hay toàn cầu hóa đó, nó sẽ trở nên hữu hiệu nếu mà tất cả các quốc gia đều hiểu được cái mục đích của mình để mà khi mà tham dự vào một chương trình, một đường lối, một chính sách nào đó thì phải có sự công bằng. Chứ không thể để tất cả quốc gia tham dự vô, cuối cùng Hoa Kỳ sẽ là một quốc gia sẽ chịu nhiều phí tổn, nhiều gánh nặng nhất, cũng không công bằng cho Hoa Kỳ. Và hơn một tuần trước đó, thì được biết rằng Tổng thống Biden cũng có một cái cuộc tiếp xúc theo kiểu online, theo kiểu trực tuyến với đài CNN, chúng ta gọi là CNN Town Hall Meeting đó. Thì Tổng thống Biden cũng có một vài lời phát biểu liên quan tới cái tình hình mà Trung Cộng bắt bớ và giam giữ đàn áp người Hồi giáo tại Tân Cương đó. Thì Tổng thống Biden cũng có những cái lời phát biểu không được thích hợp, tức là không có lên án Trung Cộng một cách mạnh mẽ đó. Thì chúng tôi cũng không thấy báo chí truyền thông dòng chính đó, đề cập tới chuyện này nhiều. Mà chúng tôi thưa với tất cả quý vị, nếu mà Tổng thống Trump mà có những lời phát biểu như Tổng thống Biden đó, thì chúng ta đều thấy được báo chí truyền thông, truyền hình dòng chính của Hoa Kỳ họ sẽ nói đi nói lại cả tuần lễ. Thì cái chuyện này là chúng ta đều thấy. Và những cái tin tức mà cũng liên quan tới đảng Cộng Hòa đó, thì những cái tin gần nhất là cựu phó tổng thống Pence đã có cuộc tiếp xúc liên lạc với lại cựu tổng thống Trump. Thì cái tin này cũng cho thấy rằng đảng Cộng Hòa cũng hiểu được là cái sự đoàn kết, cái sự làm việc chung của hai khuynh hướng vô cùng cần thiết. Từ trước tới giờ chúng ta đều biết được các cử tri của đảng Cộng Hòa đó, họ vẫn trung thành với đảng Cộng Hòa vì cái vấn đề là những cái chính sách đường lối của đảng Cộng Hòa như là vấn đề phát triển về vấn đề kinh tế, tạo nhiều cơ hội cho các hãng xưởng, cho những giới làm ăn
tại Hoa Kỳ có thể phát triển, bỏ đi những luật lệ rườm rà. Và về chính sách đối ngoại thì Đảng Cộng Hòa có một chính sách đối ngoại rất là cứng rắn. Họ gia tăng, họ có cái chiều hướng luôn luôn gia tăng ngân sách quốc phòng để mà giúp cho Hoa Kỳ giữ vững địa vị số 1 trên thế giới. Thì vào Chủ nhật này thì chúng ta được biết những cái tin tức là cựu Tổng thống Trump, ông sẽ là diễn giả chính ở trong hội nghị của những khuynh hướng bảo thủ, khuynh hướng chính trị bảo thủ mà chúng ta hay gọi là CPAC, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật này. Và ngoài cái sự tham dự của cựu Tổng thống Trump, sẽ còn một số chính khách hàng đầu trong Đảng Cộng Hòa. Điều này cho thấy rằng Đảng Cộng Hòa vẫn còn ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Và vào ngày hôm nay đó, thì Thượng nghị sĩ liên bang tại tiểu bang Utah, đó là Thượng nghị sĩ Mitch Romney, cũng lên tiếng đối với lại báo chí. Theo quan điểm riêng của ông, thì cựu Tổng thống Trump nếu mà quyết định ra tranh cử Tổng thống vào năm 2024 thì chắc chắn cựu Tổng thống Trump sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử. Mà chúng ta đều biết được trong thời gian vừa qua thì đương kim Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Utah là Thượng nghị sĩ Mitch Romney đã lên tiếng chỉ trích khá nặng nề về Tổng thống, về cựu Tổng thống Trump. Mà Thượng nghị sĩ Romney đã từng chỉ trích cựu Tổng thống Trump từ năm 2016 rồi. Và trong 4 năm qua đó thì cũng khá nhiều lần Thượng nghị sĩ Romney đã lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, chính ông cũng ghi nhận rằng nếu mà cựu Tổng thống Trump đưa ra quyết định là sẽ tiếp tục cái cuộc đua vào tòa Bạch Ốc vào năm 2024 thì sẽ được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa, sẽ trở thành một ứng cử viên sáng giá nhất mà Đảng Cộng Hòa sẽ ủng hộ. Và cái sự mà liên lạc của cựu Phó Tổng thống Pence trong những ngày vừa qua, đó là tin mới nhất đối với Tổng thống Trump. Điều này cho thấy rằng Đảng Cộng Hòa đang cố gắng để mà tạo sự đoàn kết, tạo sự thông cảm của một số khuynh hướng khác nhau. Bởi Đảng Cộng Hòa biết được cái cuộc bầu cử gần nhất là sẽ vào 2022. Do đó Đảng Cộng Hòa họ phải suy nghĩ cái đại hội vào ngày Chủ nhật này sẽ là cơ hội để Đảng Cộng Hòa kêu gọi cái sự quan tâm đối với các cử tri trung thành trong Đảng Cộng Hòa. Bởi vì Đảng Cộng Hòa sẽ phải đưa ra thông điệp để cho mọi người thấy rằng chính sách của cựu Tổng thống Trump trong 4 năm qua đã giúp cho Hoa Kỳ phát triển những mặt kinh tế và sẽ có những cái chính sách cứng rắn đối với những thể chế độc tài. Thì chúng ta cũng thấy được ngay cả Tổng thống Biden hiện nay đó, thì mặc dù ông đã có những nỗ lực để lật ngược lại một số chính sách của cựu Tổng thống Trump, vị Tổng thống tiền nhiệm, tuy nhiên về những chính sách đối với Trung Cộng đó, Tổng thống Biden vẫn không thay đổi, tức là vẫn phải giữ những cái chính sách cứng rắn từ thời của vị Tổng thống tiền nhiệm, đó là Tổng thống Trump. Bởi vì cái điều này là các cố vấn, vừa cố vấn an ninh, vừa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong thời Tổng thống Biden hiểu rất là rõ. Đối với Trung Cộng, không thể nào có sự mềm mỏng được. Và về phía Trung Cộng đó, thì trong những ngày qua, nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh đó, đã đưa ra những lời tuyên bố yêu cầu rằng Hoa Kỳ phải bỏ hết những cái vấn đề, những cái chính sách áp thuế thì Trung Cộng mới sẵn sàng ngồi vào bàn hội nghị để mà đối thoại với Hoa Kỳ. Thì cái điều này cho thấy rằng Trung Cộng đang
đang có tỏ vẻ lớn lối đối với Hoa Kỳ. Theo thiện ý của chúng tôi, Hoa Kỳ vẫn phải tiếp tục có những chính sách cứng rắn. Và những cái tin tức mới nhất giữa quan hệ Hoa Kỳ đối với Canada đó, thì Tổng thống Biden cũng đã có cuộc nói chuyện online với lại Thủ tướng Trudeau của Canada để cố gắng hàn gắn quan hệ giữa hai nước. Bởi vì sau khi mà Tổng thống Biden đưa ra quyết định chấm dứt cái việc xây đường ống dẫn dầu Keystone giữa Canada và Hoa Kỳ đó, thì phía Canada đã không hài lòng về việc này, bởi vì ảnh hưởng tới ngành dầu hỏa tại Canada. Thành ra hai quốc gia cũng đang có cố gắng có những cái nỗ lực để tạo lại một số những cái quan hệ về việc này. Và việc mà chúng ta thấy được cái quyết định của Tổng thống Biden đó, là đã khiến cho giá xăng dầu đang tăng lên. Một số tiểu bang khác thì đã bắt đầu thấy chuyện này. Riêng tại tiểu bang California thì thấy chuyện này cũng khá rõ, mà chúng ta đều biết giá xăng dầu mà tăng đó, thì sẽ ảnh hưởng tất cả những lĩnh vực khác. Bởi vì cái vấn đề giao thông vận chuyển của Hoa Kỳ đó là một cái huyết mạch phát triển về kinh tế. Chúng ta thấy được Hoa Kỳ đã sử dụng cái nguồn nhiên liệu này rất là nhiều. Hoa Kỳ là một trong vài quốc gia trên thế giới là tiêu thụ nhiều nhất về vấn đề chuyên chở máy bay, xe hơi hay tất cả những phương tiện chuyên chở khác. Và khi mà giá xăng dầu tăng cao đó, sẽ ảnh hưởng tới giá thực phẩm tăng cao. Giá thực phẩm tăng cao sẽ ảnh hưởng tới tất cả những ngành nghề khác. Cái chuyện này cái chuyện đương nhiên. Thành ra trong thời gian sắp tới đó, chắc chắn rằng Tổng thống Biden ông sẽ phải xem lại vấn đề này để mà sẽ phải có những cái lời giải thích đối với lại người dân Hoa Kỳ. Và thưa tất cả quý vị, cũng là những tin tức trong những ngày vừa qua đã được biết rằng Tổng thống Biden sẽ đến thăm tiểu bang Texas vào thứ sáu, có nghĩa là vào 1-2 ngày nữa. Thì hiện nay đó, tiểu bang Texas đang có nắng ấm. Thì trong những tuần vừa qua đó, thì khí hậu thời tiết khắc nghiệt tại tiểu bang Texas cộng thêm với cái việc mà khủng hoảng về vấn đề điện đó, đã khiến cho cả triệu người Texas sống trong một cái điều kiện phải nói là rất là khổ sở. Thì nếu mà trong thời của Tổng thống Trump á, mà nếu mà cái sự phản ứng của Tổng thống Trump á, mà giống như sự phản ứng về những gì đang xảy ra tại Texas á, thì thế nào báo chí truyền thông sẽ lên tiếng để mà chỉ trích Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy đó, báo chí truyền thông dòng chính của Hoa Kỳ cũng đã không lên tiếng về cái việc mà phản ứng không có được nhanh của Tổng thống Biden. Chúng tôi cũng hiểu được là các cấp liên bang, các cấp tiểu bang đó, thì khi họ có những phản ứng đó, thì họ sẽ cần thời gian. Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi đưa ra đó là báo chí truyền thông truyền hình tại Hoa Kỳ đã không công bằng với cái cựu Tổng thống Trump. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Và về những cái thiên tai, về những cái sự mất điện tại tiểu bang Texas, chúng tôi xin một lần nữa bày tỏ sự thông cảm, sự chia sẻ của chúng tôi, sự quan tâm của chúng tôi đối với những người đang sống tại Texas, trong đó có rất nhiều gia đình gốc Việt. Đó là, thưa quý vị, đó là một số những tin tức liên quan tới cả Tổng thống Biden đời thứ 46 cũng như cựu Tổng thống Trump đời thứ 45 về một số những chính sách đối nội và đối ngoại. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, và chúng tôi sẽ xin gặp tất cả quý vị trong những chương trình sắp tới với những tin tức mới nhất và trung thực. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, và xin chúc tất cả quý vị một ngày an bình và hạnh phúc.